Ngày 20 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Dự và chủ trì có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội, của Chính phủ và trong điều hành của Chính phủ luôn đặt giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và chỉ đạo rất quyết liệt. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, nghị quyết Đại hội 11 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt đầu tư phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ, hội nghị lần này nhằm đánh giá chung một cách sâu sắc nhất, hệ thống nhất và tìm ra nguyên nhân để đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, chủ đầu tư dự án được giao, đồng thời khẳng định qua hội nghị này cũng là chuẩn bị giao nhiệm vụ sớm cho năm 2024 về công tác đầu tư công trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng chậm trễ như thời gian qua. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, cuối năm nay phải kịp thời khen thưởng tổ chức cá nhân thực hiện tốt công tác này đúng tiến độ, phê bình kiểm điểm quy trách nhiệm tổ chức cá nhân thực hiện không tốt nếu do nguyên nhân chủ quan, không triển khai thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số vốn đầu tư công năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng giao là hơn 70.518 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao bổ sung hơn 68.490 tỷ đồng. Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu mức vốn đầu tư công năm 2023 được giao. Đến hết tháng 6 năm 2023, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân là hơn 22.014 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32% tổng vốn đã giao. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, tuy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh còn khiêm tốn, do tổng số vốn đầu tư công năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh giao là rất lớn, gấp 2 lần kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tương đương 10% mức vốn đầu tư công của cả nước. So với cùng kỳ năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2023 cao hơn 11.726 tỷ đồng và tương đương gấp 2 lần giải ngân trong 9 tháng đầu năm 2022.